Thưa quý vị, báo cáo về tiêu chuẩn môi trường xã hội và quản trị ESG đang dần trở thành chiến lược phát triển của các doanh nghiệp trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, việc đầu tư áp dụng các tiêu chí ESG sẽ giúp doanh nghiệp Việt gia tăng khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu. Theo quy định tại Việt Nam, những doanh nghiệp có doanh thu trên 100 tỷ đồng và niêm yết sàn chứng khoán sẽ thực hiện báo cáo về chỉ số tiêu chuẩn môi trường xã hội và quản trị ESG. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu về thị trường, hiện nay nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã áp dụng thực hành ESG vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước bối cảnh phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, thông qua ESG, đây là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm xã hội. Từ đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về phát triển xanh, bền vững trong sản xuất, thâm nhập thị trường quốc tế cũng như gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Để triển khai tốt hơn, để triển khai những cái sáng kiến về ESG thì đôi khi doanh nghiệp không cần phải triển khai toàn diện, toàn bộ tất cả cùng một lúc mà doanh nghiệp có thể thực hành từng bước một, những cái đơn giản thì làm trước. Đôi khi nó chỉ là thay đổi lại quy trình sản xuất, thay đổi lại quy trình của nhân viên hoặc là có những cái mà nó liên quan đến cái quản lý của nội bộ của doanh nghiệp chẳng hạn thì không tốn quá nhiều chi phí để triển khai trước khi mình nghĩ đến việc là thay đổi dây chuyền công nghệ hoặc là những cái gì đó to tát hơn. Người tiêu dùng Việt Nam càng ngày càng có trách nhiệm, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các bạn được giáo dục rất là tốt cho nên rất là quan trọng cái vấn đề ESG. Vậy thì là một cái công ty phục vụ cho người tiêu dùng, hướng tới người tiêu dùng, chúng tôi cũng không bao giờ phải đặt ra câu hỏi chúng tôi được lợi gì để mà thực hiện những cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Hiện nay, ESG đã trở thành một trong những tiêu chuẩn để các nhà đầu tư quyết định lựa chọn doanh nghiệp rót vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh lợi ích kinh tế, tuân thủ theo ESG là hướng đi mang tính chất tất yếu đối với sự phát triển tại các doanh nghiệp Việt Nam.